Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1302, một cây kim giòn 250k, bao ship toàn quốc luôn, không có ship code nha quý vị. Chuyển khoản rồi tôi mới giao cây nha. Đầu tiên là tôi nói trước vậy nha quý vị. Đây là chai trà xanh đây nè, là không có COD, không có ship code nữa, mua là phải chuyển tiền trước tôi mới giao cây. Rồi đây, giờ dẹp chai trà xanh qua bên đi, đưa ngón tay tôi vô coi nè. Đó, mấy cây này là sumo lùng không nha quý vị, nè tàn nó đây nè. Đó, mặt trước của nó đây nha, quay mặt sau luôn. 250k là bao ship toàn quốc đó. Đây nè, mặt sau của nó nè. Đó, đó, cái đế nó còn tuốt dưới này nha. Vì bữa cái đế ra, đế nó đều như mặt trước kia đó, mà tôi không có thời gian tôi môi đâu. Đó, mặt trước nó nè. Rồi, 250k một cây kim giòn, bao ship toàn quốc luôn là 250k. Rồi xuống luôn Bi ơi. Đó,